sư tiến sĩ Vũ Văn Phúc, và chúng ta cũng thấy được sự nhiệt huyết khi mà chia sẻ những điều đó, chứng tỏ là phó giáo sư cực kỳ để ý đến những điều này và trân trọng những giá trị trong tư tưởng, phong cách đạo đức của người. Và thưa quý vị, nhìn lại 20 năm qua kể từ khi chúng ta bắt đầu thực hiện cũng như phát động cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đã có rất nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và hiệu quả cùng với những gương điển hình sống và học tập theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sweet.